Mẹ con biết mỗi sáng thức dậy con phải đi học. Ba con biết mỗi buổi chiều con phải đi đá bóng. Ông cháu biết chơi với các bạn không được không nhé. Ba đi chợ thì nhớ mua kẹo vì cho cháu nghe. Buổi chiều ấy đi chợ về thấy bóng ba đang xa xa, em chạy đến nó mà chặt ba ấy giá và có một kẹo. Không và chị miếng cười và bảo không có kẹo nhưng lại có bánh. Em vui mừng nhảy tưng lên nói với mình là trung mình. Ở trong xóm là tụi mấy homie nhà hàng xóm đầy party, luôn nhớ lời trên báo dân trí không bao giờ được sân si. Nhưng từ khi tôi gặp cô ấy, ôi và anh gì mà xinh quá vậy. Những đứa như tôi thì lại ngu ngây, không biết làm sao để tỏ bày. Ê một con thỏ nho nhỏ trong căn phòng thật to, như là đã ta gác lên mọi âu lo. Một con thỏ nho nhỏ trong căn phòng thật to, như là đã ta gác lên mọi âu lo.